Tọa lạc trên tòa sen rồi đấy. Mày giờ mày đâu rồi? Đến phòng công việc. Mẹ chưa? Mẹ thật ạ. Hello, chào mừng anh em mình quay trở lại với kênh Đoàn ở Gia Lai. Trước mặt anh em mình đây đang là một tấm mặt bàn nguyên khối anh em mình nhá, nguyên khối và xẻ theo cái sớ cây luôn, ngang theo sớ cây luôn, giữ nguyên kết cấu. Mời anh em mình cùng theo dõi quá trình để bên em hoàn thiện lên tấm mặt bàn này. Hai đau chén đồng này. Được. Đào nó cũng rửa cưa rồi. Không vào sâu là được em. Đấy là tương đối đẹp lắm tịt lần anh em. Chẻ luôn từ trên chẻ xuống. Không phải bà, tôi không phải ra đi. Đây. Chẻ sữa đây này. Thôi. À cũng được được, chuyên môn có đấy, được được được. Đấy. Cạnh đến bao giờ? Đây. Đây, có phải nhanh không? Được, ăn hình thế nhỉ? Ăn hình quá. nguyên một tấm luôn, gọi như là cắt ngang khúc cây. Tất nhiên là những cái tấm này thì nó phải là ôm cả tim rồi, nhưng mà với cái chiều dày là 47 thì anh em mình nghĩ xem nó có thể hư được không anh em ơi. Cạnh này anh em mình, trời ơi, đũa nhá, đũa làm phần giáp đã được loại bỏ. Tấm mà như thế này thì chắc chắn là những cái phần đây anh em mình không thể nứt được anh em ạ. Mình làm nên là nó có đường nứt thì nó chỉ nứt dọc theo cái sớ cây thôi,